Rồi ông ngoại đó giờ ở đâu rồi bà? Ở bằng ngã ba. Ngã ba ha. Ừ, ở nhà tự nhiên có ai làm gì đâu. Đó hoàng ai, hoàng cảnh ai nó ghét con bà. Đâu đợi hay sao? Đợi đi, bà nọ khuyên cậu nói con chuyện vậy với con bà trước đi. Có tao biệt tử cậu này không có vui đâu. Con đừng có nằm giọng nha con. Rồi bà ở chung với bé này hay gì bà? Ở với con gái nè, với bà ngoại. Mày được ca ở, con ăn riêng rồi, con không có ăn, con không có ăn. Cưng nhiêu tuổi rồi? Dạ 14. 14 hả? Là lúc mang bầu là lúc 13. 13 ha. Mấy tháng rồi bầu, mấy tháng rồi? 6 tháng rồi. 6 tháng ha. Và lý do lúc đó tại sao mà cưng với ổng làm sao mà như vậy? Cưng có thể nói cho biết được không? Sao thầy nói? Con nói cho cô nghe đi, làm sao vậy con? Là cái đó con đi học. Ừ. Cái ổng đứng, ổng chặn đường con á. Ừ. Đây là nó không có cậu này quay phim, không có chụp hình đâu. Dạ. Không có làm tụi mà già rồi. Con biết rồi. Tụi mày giận à. Không, tao ra ăn tụi mày định chụp tao vô. Đúng rồi, con chụp bằng ngoài. Dạ. Chỉ có bé, em bé thôi, giúp cho em bé. Không có làm đâu rồi, thẳng đâu rồi. Giao đi nhìn thẳng rồi. Hôm qua nó chụp tao đó mà về không biết ai gửi hình gì mà hồi tháng làm tử tao mà tụi mà khác. Ai gửi? Thì có ai con mình. Tôi nói em bé nó còn nhỏ ra, nó chưa tới tuổi mà. Làm vậy là tội rồi. Rồi cưng bây giờ cưng ở nhà làm gì? Dạ với nhà dưới em thôi. Dưới em hả? Có còn em nữa hả con? Dạ còn đứa nhỏ. Rồi nó có hành bụng đau, nó có hành con đâu? Dạ không. Con có thèm ăn gì không? Con ăn gì đó? Hai đợi ăn bánh xèo á. Hát mua cho, hát con cho tiền đi mua bánh xèo ăn nha. Thèm uống sữa thì mua sữa cho. Dạ có. Con thèm ăn uống thì con mua vô để dưỡng sức khỏe. Dạ. Mai mốt cho mẹ tròn con vuông. Do tao mà tao mua đã tao ăn còn tao còn biết hơn của mày. Của mày cho nó là đây là nhà của bà hả mọi người? Thì nhà của bà với bé thì bị ông ngoại ở có bầu ha. Rồi đi đâu à? Đi đâu? Tại sao mà bà cụ bà kêu xuống đây quay đá rồi bà sợ bị chửi rồi cô? Ai biết thôi. Đó gì vậy đó. Trời ơi tôi không biết đâu. Tôi đi kêu gì không biết. Thấy cái tội nghiệp béo à. Có. Tôi có con nhỏ đó đó. Mẹ nó có chồng bỏ mất mẹ rồi đó. Rồi ở mình nuôi con đó, nó đi mạnh. Giữ nhỏ đó tối ngày có đi đâu đâu. Có biết gì đâu. Chồng bỏ ha. Chồng bỏ. Đi đi coi tới mãi nha. Tới lại cho. Ôi ơi ấy gì trơn á. Chị là không cho hả chị? Không. Tại vì có người nhờ xuống rồi tôi kêu tôi em mới đi xuống. Cái này là mẹ gục đó hả? Bà ngoại. Bà ngoại hả? À, còn bà cụ kia là bà cóc hả? Cóc. Cô chỉ đi cắt cỏ cho con gì ăn hả? Con bò. Thì
Thì em quay cái này thì cũng ủng hộ cho bé đăng hình nữa sanh đẻ đồ, nhưng mà chị thì quyết định của chị. Thứ bà là bà Cóc ha. Thứ năm hả chị? Về chị Năm. Về em nói với một câu thì không được, thì hôm nay em về. Nói chung mấy em cũng ở rất là xa. Đồng Tháp xuống á. Rồi em nghe thằng em nó nhờ nè. Khỏi ấy đi, khỏi ấy. Cái điện thoại làm gì khỏi quay kia nói gì tao nó không ai gì đâu, có gì đó. Đi hồn đi. Tại vì bây giờ người nhà ta không cho mọi người ơi. Người nhà không cho thì mình không có quay được. Bà cụ thì bảo cho quay nhưng mà bà ngoại thì không cho quay hết mọi người. Tại vì bây giờ em tại vì bây giờ cái gì em quay á thì em cũng chích trước một số tiền em cho bé, xong rồi em đăng lên không có nhận ha. Rồi chị không nhận thôi chứ giờ mình cũng đâu biết thôi. Vậy thôi mẹ, ngoại không cho nhận thì con không đưa nha con gái. Vậy mấy em mới không ngự á. Tuốt đồng Tháp cho nó chứ phải xuống đây xa đâu. Cho chia sẻ. Nó đi mua bánh mua đồ nó ăn. Mua sữa rồi nó uống. Mua sữa nó uống cho nó bồi dưỡng chứ để nó ốm. Thôi có nó hàng ngày thôi. Cái gì vậy con? Mẹ nó đi về cái này gọi ông cái người tình của gọi mà. Đưa ra mất là ông người tình ông bị bắt sao? Thôi. Đi chơi. Thôi 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 thôi